Đấy chưa? Vẫn chưa thấy không? Chưa biết ông đi đâu. Anh ơi, Vẫn đang thấy anh Béo đâu? Vẫn chưa thấy. Tìm khắp nhà rồi. Tìm khắp nhà rồi. Nó xuống đây rồi mà Tuấn không bảo, thế nó đi bao giờ? Không đi giờ giả đi điên đâu mà cầm hoa đi như thế thì nó ra ngoài đường ô tô rất đâm sợ lắm rồi. Nó đi từ bao giờ? Từ trưa. Hay chưa? Hay sang ngày nhiều rồi. Tôi vừa ở nhà tôi sang đây đây. Đi anh cùng đi với em. Đi. Tôi tìm nhỏ. Còn đi với nhà tôi vừa từ nhà tôi sang đây. Nó đi từ trưa, thế nó xong gọi. Đi kéo đâu, giờ đâu rồi. Em thấy đi vào trong phòng mà ấy làm đầy gối chăn chiếu bật quạt bật điều hòa hết rồi. Điên là không phải đùa điếc thì để nó ấy thế không anh em không trông. Không em thấy đi trong vào trong phòng rồi. Không à biết rồi thế bây giờ nó lại mới học đi xe đạp nó đi xe đạp đến nó hay đi lung tung phải không? Giờ nó biết đi đâu nhỉ? Đi về cuối làng đi cháu. Nó lên làng Hiếu không nhỉ? Vừa Hiếu bảo là nó mới lên đây. Không có anh. Mày có đi về không? Chạy luôn. Về đi. Tìm từ đây không cả. Đuổi. Không anh này đi linh tinh anh. Kìa ngoanh. Từ anh ơi, đợi em. Chạy ra nhá. Ngoảnh cho anh đi vào anh đi về anh nhanh ok thôi anh đi em chạy bộ trở lên ok ngủ áng rồi anh tù ạ. Đây, thấy rồi. Nhà văn hóa. Ta làm gì đi đâu ấy? À. Ta có lúc tao không về. Ê, đi nghịch vừa đây. Ơi. Mày quay đi tìm tao làm gì? Cái lắm đánh về đi tìm. Tiếp cổ. Ô kìa, đi về cơ mà. Nhâm đường. Về nhà. Về. Nhìn từ lấy anh em à, cứ tưởng làm sao. Khổ quá anh em ạ. Phải trông như đứa trẻ con. Anh không đi bỏ
thứ ba. Đưa em đi tìm một lần nữa. Chán đi. Chán đi, đi chơi à? Đi đem gái thì phải bảo với em đi cùng. Chán ơi, đừng có đả xe nhá. Này, đả xe hỏng xe này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Chạy thật. Đi đâu rồi? Đi tình, tình, tình yêu một đời. Sao đi đâu phải đả đi được? Được rồi. Cái đầu này bánh này. Đi ông bảo tìm hết ở trên này. Ôi, đi vào. Đi vào. Vào. Hôm nay đi đâu từ trưa hả? Đi chơi. Chơi gì? Việc chúng mày à. Ok, cứ đoán ra anh em ạ, cày. Ta đã bảo việc con cháu ở nhà thì cứ chuẩn bị cơm cháo đi. Ta đã bảo việc con cháu ở nhà thì cứ chuẩn bị cơm cháo đi. Ai con cháu, ai con cháu? Chúng mày à. Ai con cháu mà con cháu ở nhà cơm nước đi. Ai? Tối về bác ăn. Cho chén nước đây. Cho chén nước đây. Dạo này láo lắm rồi, có tình yêu khác. Biết yêu. Mày từ nhà không thấy lại về nhà mày. Mày vượt, mày chùa hồi mày đi tìm tao. Mày vượt, mày chùa hồi mày đi tìm tao. Mày. À đây là phải biết. Chưa? Biết rồi. Về anh đưa anh Giáo vào. Không. Về không? Không, tao ở đây. Người yêu tao ở đâu? Tao ở đấy. Anh yêu rồi. Anh yêu rồi. Anh yêu rồi. Sau đi, bố mày chặt chân rồi nha, biết chưa? Mình bây giờ mày chặt hổ luôn tao cái. Mình bây giờ mày chặt hổ luôn tao cái. Cứ phải dọa đoàn nhau. Cứ phải dọa đoàn. Bố mày đã từ cáo thì chưa được hớt nước là đã cáu rồi. Bố mày đã từ cáo thì chưa được hớt nước là đã cáu rồi. Và leo leo.